Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Có gì trong quả trứng này? Chắc là bên trong có rất là nhiều kẹo cầu vồng. Tớ nghĩ là những chiếc bánh vòng.
Chúng ta cùng mở trứng ra nhá. Đồng ý. Hai tạc ra khơi, yo ho hey. Buồm này tạc tăng lên, yo ho hey. Hai tạc ra khơi, yo ho hey. Nhìn bản đồ ta đi thôi, yo ho hey. Mình là hai tạc nhi đang trên biển khơi. Mình là hai tạc nhi, mình rất thích tìm kho báu. Nhìn thấy cá sấu đằng kia và có trứng thật xinh. Bắn ngay đi thôi, cướp luôn về ta. Hey ho, bùng beng beng, hey bùng 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 beng ho, bùng beng beng, hey bùng 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 bùng. Mình là hai tạc nhi tấn công thật nhanh. Mình là hai tạc nhi, mình rất thích tìm kho báu. Nào cướp trái trứng thật xinh của cá sấu đằng kia. Cướp xong ta hát ca mừng vui. Hey 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 ho, hey 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 bùng, hey hey ho, hey 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 bùng bùng. Mình là cảnh sát nhi, yo ho hey. Mình bảo vệ và giúp đỡ, yo ho hey. Kia kia bạn voi ơi, yo ho hey. Cẩn thận nhìn đường nhé, không ngại chi. Mình cùng nhau bắt cướp dù hiểm nguy không sợ hãi. Tìm thấy trứng ở trong tay bọn cướp đằng kia, bắt cướp ngay không cho chúng chạy thoát. Hey. Chạy thật nhanh lên, hey. Chúng ngay đi nào. Chúng chạy thật nhanh, hey. Ngay đi nào. Mình cùng nhau bắt cướp khó khăn không ngại chi. Mình cùng nhau bắt cướp dù hiểm nguy không sợ hãi. Trong này mình cùng nghe kỹ nhé, xem bạn đang ở đâu. Đừng lo vì đã có chúng tôi đến đây. Giờ bình tĩnh, tôi sẽ cứu bạn. Đó là một cơn dư chấn, mọi người hãy cẩn thận nhé. Này xe buýt, chúng tôi cần bạn giúp ngay nào. Chuyển những khối đá to rất to. Trực thăng hơi cùng giúp nào. Bạn và tôi đi cứu người. Nào mình cùng nhau ta cứu thôi. Cảm ơn biệt đội giải cứu. Không có gì ạ, mọi người vẫn ổn chứ?
chúng tôi vẫn ổn. Bạn cá vàng của mình. Cá vàng á? Mimi. Cá của bạn đây. Ôi, bạn cá của mình. Ôi tuyệt quá, bạn ấy cũng không sao rồi. Xin chào, tớ là Kiki. Còn mình là Miu Miu. Ồ, trên đường có rất nhiều xe đang chạy. Chúng ta gặp bất đường rồi, sẽ rất khó di chuyển. Chúng ta hãy cùng nhau làm công an giao thông và giúp đỡ họ nhé. Đồng ý. Baby Bus trong bài công an giao thông tí hon. Mình là công an giao thông, giờ mình sẽ phân làn đường. Công an giao thông, công an giao thông. Là dừng lại. Đèn xanh là đi. Còn đèn vàng thì chú ý đi chậm lại nhé. Công an giao thông, công an giao thông. Khi tham gia giao thông, quan sát tín hiệu này. Sang trái nghe xe tài ơi. Đèn đỏ là dừng lại. Đèn xanh là đi. Còn đèn vàng thì chú ý đi chậm lại nhé. Công an giao thông, công an giao thông. Khi tham gia giao thông, quan sát tín hiệu này. Xe taxi sang bên phải nhà. Đèn đỏ là dừng lại. Đèn xanh là đi. Còn đèn vàng thì chú ý đi chậm lại nhé. Công an giao thông, công an giao thông. Đèn xanh là đi. Còn đèn vàng, chú ý đi chậm lại. Khi ta tham gia giao thông, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Công an giao thông, công an giao thông. Phân làn đường, bạn đừng lo, có chúng tôi ở đây. Wow, hôm nay Kiki và Miu Miu đã phân làn đường rất giỏi. Tặng các bạn ấy huy hiệu thế nào? Cảnh sát ơi, em bị làm mất bạn cùng Long Nino rồi. Em đừng lo, em và bạn ấy lạc nhau ở đâu? Ở công viên bảo tàng ạ. Chúng ta hãy cùng đến đó tìm thôi. Chúng tớ là những cảnh sát tí hon. Nhìn này, những cảnh sát. Yeah. Cùng đi giúp đỡ bạn thôi. Yeah. Chẳng cần lo lắng. Yeah. Chúng ta mau đi tìm. Khủng long Dino trông như thế nào nhỉ? Nó trông như... Chúng ta đi tìm Dino thôi. Cảnh sát, mình tìm kiếm mọi nơi. Bạn ơi, có nhìn thấy bé Dino không nào? Cậu có nhìn thấy Dino không? Không 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 đâu. Không 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 đâu. Chúng ta không thấy Dino ở đây. Đó có phải là Dino của em không? Không 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 đâu. Không 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 đâu. Dino, Dino của em lớn hơn
hay đi nó ở đây. Khủng long đuôi dài lắm, Dino. Cùng đôi chân rất to, Dino. Bạn ơi có nhìn thấy, Dino. Bé Dino không nào? Đây không phải là Dino của em sao? À, tìm thấy rồi. Cảm ơn những cảnh sát đi hơn. Các con nhìn này. Nào ta hãy tô màu vào xe chữa cháy này. Màu màu hãy chọn màu. Màu đỏ ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Đỏ nhé, đỏ nhé. Màu đỏ tô xe chữa cháy đây. La 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 la. Xe chữa cháy màu đỏ. Đi đi nhanh thôi, xe chữa cháy đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe chữa cháy đây rồi. Mình cần dùng vòi phun nước ngay nào. Hooray! Xe chữa cháy màu đỏ. Nào ta hãy tô màu vào xe cảnh sát này. Màu màu hãy chọn màu. Màu xanh dương đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Xanh dương nhé, xanh dương nhé. Màu xanh dương ta hãy tô nào. La 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 la. Nào ta hãy tô màu vào xe cứu thương này. Màu màu hãy chọn màu. Màu trắng ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Màu trắng, màu trắng. Mình cùng tô xe cứu thương nào. La 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 la. Xe cứu thương đến giúp bạn. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Hooray! Xe cứu thương màu trắng. Oh! Yeah! Này cá vàng, chào buổi sáng. Cá vàng ơi, bạn rất đáng yêu. Mau mau chơi thật vui với mình. Cá vàng ơi, bạn rất đáng yêu. Hả? Bạn có đói không? Bác sĩ giúp đỡ. Vâng ạ. Cá vàng ơi, bạn rất đáng yêu. Tớ cần chăm sóc bạn. Cá vàng ơi, đừng lo lắng nha. Tớ sẽ ở bên bạn. Oh. Cá vàng ơi,
vàng rất tốt. Bây giờ bạn cá trông thật khỏe mạnh. Quay đều, quay đều, quay đều, quay. Trứng xinh phát màu. Ôi đỏ đây, đỏ đây. Bên trong có gì? Voi dài và thang cao. Thật thích lắm. Ồ, nó là xe cứu hỏa. Ôi, thích chiếc xe lắm. Chiếc xe cứu hỏa. Nào lên xe, mình đi thôi. Đi chữa cháy nhanh. Quay đều, quay đều, quay đều, quay. Trứng xinh sắc màu. Xanh biển đây, nào xem bên trong có gì. Thật ngầu, thật xe. Chọn chọn chiếc lô. Ồ, nó là xe cảnh sát. Ôi, thích chiếc xe lắm. Wheel, wheel, wheel. Cảnh sát đây. Mình lên xe. Đi bắt bên cướp. Wheel, wheel, wheel. Hả? Hả? Chắc hẳn ở quanh đây thôi. Tôi đang tới đây, kho báu ơi.
Con, đừng con, cứu tôi. Ôi. Anh ấy bị kẹt ở trong hang và cần sự trợ giúp. Biệt đội giải cứu, đi thôi! Yo ho ho, biệt đội giải cứu. Yo ho ho, biệt đội giải cứu. Mau lên đường, đi cứu giúp. Nhanh, đi thôi! Nhanh rất nhanh ta đi tìm cứu. Nhanh rất nhanh ta đi tìm cứu. Quan sát kỹ trong khu rừng hãy tìm cứu thôi. Nhìn xung quanh trên cao rồi bay xuống thấp để nhìn thật rõ nhưng không. Quá nhiều cây, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi có ý này, chúng ta hãy dùng máy quét. Nhanh rất nhanh ta đi tìm cừu, nhanh rất nhanh ta đi tìm cừu. Quan sát kỹ trong khu rừng hãy tìm cừu thôi. Dùng máy quét xung quanh nào quan sát kỹ để tìm cừu nhé. Mình đang thấy chú cừu, ta mau cứu nào. Có một viên đá rất to đang chặn lối vào trong hang. Tôi cần cậu giúp. Tôi đến ngay đây. Nhanh rất nhanh tôi lên đường với chiếc xe buýt cứu hộ. Tôi sẽ đi giúp chú cừu đang kẹt trong hang. Với cánh tay này tôi sẽ giúp bạn nhé. Hòn đá hãy đi ra nào, giờ bạn an toàn. Yes. Nhiệm vụ hoàn thành. Cảm ơn biệt đội giải cứu. không có gì. Hả? Hả? Kho báu của tôi, kho báu của tôi. Tôi tìm thấy kho báu rồi. Mẹ sẽ về sớm thôi, con đừng mở cửa cho người lạ. Nhớ nhá. Mẹ đừng lo lắng. Này hơi bé ngoan, mở cửa ra bé ơi. Cốc 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 cốc, nào hãy cho ta vào. Ta không thấy quen, chẳng biết ai. Cho đến khi mẹ về thì tớ vẫn sẽ đóng cửa. Này hỡi bé ngoan, mở cửa ra bé ơi. Cốc 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 cốc, nào hãy cho ta vào. Cửa ra bé ơi, cốc 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 cốc, nào hãy cho ta vào. Ta không thấy quen, chẳng biết ai. Cho đến khi mẹ về thì ta vẫn sẽ đóng cửa. Cốc cốc, đêm mẹ đã về. Cốc cốc,
sẽ ra mở cửa. Ôi mẹ yêu đã về. Phô mai, phô mai của tớ, nó đâu mất rồi? Bạn có nhìn thấy phô mai hình vuông có màu vàng? Hình vuông có màu vàng, bạn có biết ở đâu không? Hình vuông có màu vàng, tôi nghĩ xem nào. Ồ, đây ư? Ồ không, đây là hình tam giác, không phải là hình vuông. Siêu nhân Kiki thật tuyệt vời. Mình cũng muốn được giống như cậu ấy. Mình cần phải làm gì để trở thành siêu nhân nhỉ? Đúng rồi, áo choàng siêu nhân. Này, này Milky, cho tớ xin một miếng vải nhé. Đừng thôi, mình đừng lấy nhiều quá nhé. Tớ sẽ làm một con diều với chỗ vải còn lại. Yeah, tớ là siêu nhân Tony đây. Ôi không, vải của mình, tớ không thể làm diều với chỗ này được. Yay! Lê đài của mình xong rồi. Yeah! Tớ là siêu nhân Tony. Tớ là siêu nhân nhanh nhất thế giới. Tớ là siêu nhân nhanh nhất thế giới. Lâu đài của mình. Johnny. Yeah. Tớ không phải là siêu nhân đâu. Hả? Sao cơ? Tớ
không phải là siêu nhân á. Mình có áo choàng, mình chạy cũng rất nhanh nữa. Vậy tại sao mình không phải là siêu nhân nhỉ? Tất cả siêu nhân đều rất khỏe. Vậy nếu mình nâng được một túi bột kia, mình sẽ là siêu nhân rồi. Xong rồi. Kitty. Tớ cần túi bột này. Donny, cậu làm cái gì thế? Tớ là siêu nhân Donny. Đặt nó xuống đi, Donny. Nguy hiểm lắm. Cậu có thấy sức mạnh của tớ không? Tớ là anh hùng thực sự, là siêu nhân Donny. Donny, cậu chẳng phải là siêu nhân gì cả. Tớ là siêu nhân nhá. Tớ có áo choàng này, tớ chạy rất nhanh. Tớ lại có thể nâng túi bột nặng như thế này nữa. Cậu làm hỏng bánh của tớ rồi. Tớ không cố ý mà. Cậu có đấy. Cậu làm hỏng vải của tớ. Cả lâu đài của tớ nữa. Siêu nhân không làm những việc này. Tớ xin lỗi các cậu. Tớ nghĩ tớ không thể làm siêu nhân được. Hãy chơi ở kia đi. Được rồi. Trở thành siêu nhân đâu. Nếu các bạn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, bạn đã là siêu nhân rồi đấy.
Đồ ăn đến rồi đây. Kiki. Miu Miu. Bọn trẻ đâu rồi nhỉ? Thôi, mình cứ để lên bàn vậy. Chú bướm của tớ bay mất rồi đấy. Xin lỗi. Có tiếng gì thế nhở? Mình hãy đến nhanh thôi. Bạn và tôi cùng bên nhau. Giọng hát hay quá. Chào bạn. Lâu đài thật đẹp xinh. Chúng ta là bạn nha. Hãy đến nhanh thôi. Chào, tớ là cô La. Hay quá. Bạn dạy tớ được không? Được thôi. Hãy nghe nhé. La 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 la, lâu đài thật đẹp xinh. La 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 la. Tuyệt quá. Giờ đến lượt cậu. Được. Xem tớ đây. Yeah.
có ý này. Bom đá lại. Người chạy không thoát được đâu. Dừng lại. Lại là ngươi à? Dừng lại, không được đến đây. Cô là rất là dũng cảm. Cô là rất là dũng cảm. Cô là tuyệt vời chiến đấu với pizza. Dũng cảm và nói sẽ không sao đâu. Nhìn xem cô là làm gì đây. Bom cô là. Nhanh lên hỡi cô là tuyệt vời. Bom cô là. Bom. Chúng tớ. Bom cola của cậu ngầu thật đấy. Khi tớ ở vẫn có thể giúp được mọi người. Các bạn nhỏ, có muốn làm bạn với tớ không? Cuộc đua xe quái xế vào ngày mai ư? Cúp kẹo ngọt hả? Yeah, ngày mai mình nhất định sẽ chiến thắng cuộc đua. Đây, tôi sẽ là người chiến thắng. Nhìn này, tôi giặc rồi, ha ha ha, ha ha. Nào bạn xem đây, tôi sẽ chiến thắng cuộc đua. Đừng có cố gắng thắng tôi. Xem tôi đây rất nhanh. Phong đi nào, rất nhanh. Bà là giặc rồi đây. Cùng tốc độ phi thường. Đua nào, hurray. Phong đi nào, rất nhanh. Bà là giặc rồi đây. Cùng tốc độ phi thường. Đua nào, hurray. Nhìn này, tôi giặc rồi, ha ha ha, ha ha. Nào bạn xem đây, tôi sẽ chiến thắng cuộc đua. Đừng có cố gắng thắng tôi. Xem tôi đây rất nhanh. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Yeah. Phong đi nào, rất nhanh. Đó là giặc rồi đây. Cùng tốc độ phi thường. Đua nào, hurray. Phong đi nào, rất nhanh. Ta là rắc rối đây. Cùng tốc độ phi thường. Đua nào, hurray. Nhìn này, tôi rắc rối, ha ha ha, ha ha.
xem đây tôi sẽ chiến thắng cuộc đua. Đừng có cố gắng thắng tôi. Aha. Xem tôi đây rất nhanh. Ho ho. Ha 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 ha. Yeah. Ồ không mà không mà. Đằng trước là chướng ngại. Ôi, tôi bị ngã rồi. Xem có gì trong tủ lạnh không nhá. Chỉ còn mấy quả cam mát lạnh này. Hãy cùng làm nước trái cây thôi. Nước trái cây tuyệt. Quả cam và đá viên. Làm nước trái cây thơm ngon nào. Đầu tiên bóc vỏ cam ra. Đắng quá. Tiếp theo cho cam vào máy xay sinh tố. Đừng quên cho thêm một vài viên đá lạnh. Wow. Giờ thì bật máy xay lên. Nước ép trái cây thơm ngon. Sắp xong rồi. Wow. Nước cam mát lạnh. Nước ép thơm ngon. Đã xong. Nước trái cây này ngon tuyệt. Ủa? Nước gì vậy bác? Trông nó khác của cháu. Đây là nước ép khủng long của chú Đào bán. Wow! Đi đến đó đi. Nhất trí. Hãy đến đây có nhiều loại nước ép. Mau xem máy ép thần kỳ đây. Chọn trái cây tươi ngon rồi ta xay. Được rồi đây, nước trái cây thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Nước ép khủng long, nước ép cá sấu và nước ép cầu vồng. Bạn muốn uống nước gì? Nước ép cầu vồng cháu rất thích. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Quả dâu tây, cam tươi ngon, việt quất với nho đen, thêm chuối với kiwi xanh ngon lành. Na 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 na. Nước ép trái cây cầu vồng. Na 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 na. Cháu rất thích vì nước ép cá sấu. Chú hãy cho cháu một ly. Quả kiwi xanh cùng dâu đen. Wow. Nước ép cá sấu thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Ép khủng long thơm ngon, chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Xoài với dưa hấu cùng táo với dưa. Wow. Nước ép khủng long thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Wow, thật là ngọt. Rudolph, lưỡi của cậu màu xanh lá kìa. Kiki, lưỡi của cậu cũng có nhiều màu lắm đấy. Tôi chắc chắn là do nước trái cây của chúng ta. Wow, nước ép cầu vồng của chú Đao ngon tuyệt. Chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó còn tốt hơn thế nữa. Ta-da! Wow, chúng ta có thể thêm chúng vào thực đơn. Nó chua quá. Hãy chụp một bức ảnh. Được thôi. Oh,
nước ép thơm ngon đã xong. Chúng ta sẽ đi công viên giải trí. Sẵn sàng đi nào cả nhà. Đi thôi. Mình rất hào hứng. Đi tới công viên giải trí thôi. Yeah. Mình cảm thấy thật hào hứng. Hồi hộp yeah. Rằng hôm nay chúng ta không thể đi được rồi. Thật là không vui bu hu. Thật là không vui bu hu bu hu. Thật là không vui bu hu. Bọn mình thất vọng vì không thể đi. Mình buồn quá, muốn khóc thật to. Mình dậm chân và hét thật lớn. Tại sao lại xảy ra điều đó? Muốn khóc bù hù hù. Ôi con yêu, con thật sự rất muốn đi công viên. Nào nào con yêu con đừng khóc. Nào nào con yêu đừng khó chịu. Đừng buồn con yêu, ba ở đây. Mẹ và ba đều yêu con nhiều lắm. Mình tìm những thứ thú vị nhé. Trò này thì sao, con thấy được không? Chúng ta có thể đi vào ngày khác. Các con yêu đừng buồn. Chúng ta có thể đi công viên giải trí rồi. Mình cảm thấy thật hào hứng. Hồi hộp yeah. Oh yeah, oh yeah. Mình được đi chơi yeah, yeah. Cùng nhau đi nào công viên giải trí. Mình thật vui, mình muốn cười thật to. Chạy nhảy xung quanh rất hào hứng. Hãy tìm những thứ thú vị khác để làm và mong đợi được làm điều đó vào một ngày khác. Mong ước của bạn sẽ thành hiện thực.